Xin chào, tôi là Katy Nguyễn, đến từ bộ phim Cô gái từ quá khứ. Tôi vào nhân vật Yên trong bộ phim. Nhân vật Yên là một nhân viên bất động sản vừa mới quay trở lại Việt Nam sau 15 năm đi du học ở nước ngoài, gặp lại một người rất là đặc biệt, đó chính là Miss Q, một đại mỹ nhân đang sống ở đỉnh cao của danh vọng, có một cuộc sống rất viên mãn với người chồng sắp cưới của mình, đó chính là anh Jack. Sự xuất hiện của Yên sẽ làm sống lại những quá khứ kinh hoàng của Miss Q. Quỳnh Yên sẽ đi tìm câu trả lời chính xác cho câu hỏi ai là cô gái từ quá khứ.